xin chào các bạn chúng ta lại quay lại với Node.js express framework ở phần video thứ ba này thì ở bài phần đầu tiên chúng ta đã cài đặt và cấu hình cơ bản phần thứ hai chúng ta đã đi giới thiệu về cả các thành phần router controller và model cơ bản với phương thức là router get như vậy ở phần thứ hai vừa rồi chúng ta đã hiểu được cách hoạt động của router controller và model ví dụ khi một request chúng ta muốn tạo ra một request thì bắt đầu chúng ta sẽ định nghĩa cái router đúng không ạ router đó sẽ gọi con l con l đó có thể gọi model thì đây là cái bài trước ví dụ chúng ta sẽ có một cái router các cái router là home ở đây Đấy. home để gọi đến con l cái phương thức là home tương tự book thì có mấy cái router là book list và book detail thì nó sẽ gọi cả cái phương thức tương ứng trong cái con l của book view đây đúng không ạ thì đây là phương thức trong phương thức này chúng ta sẽ gọi đến model model nó sẽ gọi đến các cái dữ liệu trong model đấy và trả về thì hôm nay chúng ta tiếp tục với cái router ở các cái phương thức là post put và delete ok bắt đầu chúng ta sẽ tạo ra phương thức đầu tiên là phương thức post đối với phương thức post chúng ta sẽ demo với có cái bút ad vậy trước hết trong con lơ chúng ta sẽ định nghĩa một cái phương thức ad cho con lơ của mình export chấm view dụ book bằng function request rồi trong đây chúng ta sẽ nó gọi đến cái book book model bút đồ mình sẽ viết một cái ví dụ như app đi. hay create thì các em tên tên phương thức thôi create ở đây chúng ta sẽ khi mà tạo mới á, thì chúng ta cần cần truyền vào cái đầu tiên á, là cái cái data mới cái data này sau này người ta lấy ở trên cái à, request ví dụ chúng ta sẽ ví dụ một cái data này bằng một cái book nào đó thôi có ID 2.15 name 2. demo book name 15. Đây là cái data, data này sau này mình sẽ nhận ở trên form trên các form của các ứng dụng. Ở đây chúng ta sẽ định nghĩa cứng ở đây, các cặp ID và giá trị 15 này, name và giá trị nữa này. Rồi, thì nó phải truyền cái data vào đây đã. Gọi là new data đó. Rồi bên đây có thể là giống như đây thôi. Cái tham số thứ hai có thể là một cái callback function. ở à, đây đang là book con l đúng không? Đây giống đây này. video à, ví dụ đây này thì mình có một callback function đây nữa. Ví dụ đây còn một function. Nó trả về một cái data đây. Red ở đây, này. Mình trả về cái gì dễ nha. Red thì trùng rồi, thôi response đi. Cái đầy đủ này, response. Function các bạn cố gắng đặt tên biến miễn sao đừng có bị trùng với những tham số đã có sẵn ở trên những cái phần function ngoài này. OK, ở đây chúng ta sẽ resend một cái result chính là bằng cái response này. thì bên cái book này mình cũng phải viết đúng không ạ? phải viết vào cái book model này này, mình cũng phải viết một cái cái đó. Chúng ta nhân đôi xuống viết cái này. đầu tiên cái function này nó nhận về thứ nhất là cái data thứ hai là cái result nó sẽ là cái function mà mình sẽ định nghĩa nó định nghĩa trong đây return về cái này Đấy. Đó. cái data này bây giờ chính là cái này mình không cần này nữa đúng không ạ cái data này này data khi gọi grid này nó bằng cái function function nó, nó truyền về cái nó cần nhận có nó cần nhận một giá trị là một cái data mới và cái ra tham số thứ hai á, là một cái có function hai bên này các em đây đây nó nhận về một giá trị mới này tham số thứ hai là có function đây sau đó trong có function đó mình mới xử lý là trả về đấy là ví dụ rồi như vậy có controller gọi model rồi mà chúng ta vào cái book router chúng ta định nghĩa cho nó một cái post post nhạc view book uh, app new this app rồi thế thôi app thôi cho nên mình sẽ chọn đến cái cái gì là cái phương thức trong này là gì uh, add book đây đấy như vậy là router này gọi đến con lơ này phương thức là app này trong controller lơ add book đây nó lại gọi đến cái model book grid thì trong book mình book này mình gọi đến book đây đúng không này mình đang fake dữ liệu thôi chưa làm gì hết á bữa sau làm về uh, database thì mình mới xử lý được thì bây giờ test làm thế nào đây đầu tiên mình chạy lại server là cái chắc này mình chạy lại server xong đó là test bằng cách là book sau đó add rồi đây tuy nhiên á nó bảo là up up không phải là ghép bởi vì sao mình định nghĩa là post mà đúng không post vậy thì xử lý thế nào chúng ta không thể nào mà ấy được đúng không? Không thể nào mà để này được thì chúng ta sẽ cần một cái router ở đây chúng ta để là post kiểu phương thức là post mới được này. Đấy. thì giờ mình thử nhá. Đấy được chưa? Tuy nhiên dữ liệu này đang phách cứng này, phách cứng kem này. Ví dụ bây giờ thầy muốn là dữ liệu này mình test bằng cách này mình sẽ lấy cái đối tượng này, mình chọn cái phần body này chúng ta sẽ đưa cái dữ liệu vào đây. Đó, dữ liệu mình thích đi đi, đi đi gì thì đưa đúng không ạ? ID thì không cần, cũng được nữa Mình demo thôi, ID sau này trong database tự động tăng Mình truyền một cái name thôi, ví dụ thế Ví dụ đây thầy đang để là 20 Đấy 20, khi thầy xem một cái Thì dữ liệu nó sẽ đưa vào database và nó sẽ nhận về kết quả giống như đây đúng không ạ? Thì làm thế nào? Nhưng mà chúng ta có, cần có một cái bước gọi là bước uh, Lấy dữ liệu trên form ở đây em, lấy dữ liệu trên form Trong cái đó ở đây mình đang fit cứng này các em này đây bên con lơ này, con L nó nhận request này, nó đang fit cứng dữ liệu này. À, đúng không ạ? Thì bây làm thế nào đây? Thì trước hết á chúng ta sẽ có cái request này này. Nó chấm cái body, cái data này này. Thực ra nó bằng cái request chấm body. Nhưng mà body này làm sao để lấy được? Đúng không? Bây giờ thầy chạy này, này nó lỗi đúng không ạ? Nó lỗi ngay vì bản chất nó không có cái body này trong request nó chưa có body này thì mình phải cài một cái gói gọi gói, gói par à, gói body par đây parser này gọi body parser này thì mới xử lý cái này được thì chúng ta cài lên nhá đây nhưng vậy chúng ta mở cái này mình cài lên npm install Trừ, trừ save body part rồi. Enter. Install game. Mình viết mà hay sai thì tốt nhất là mình viết chữ y thôi cho ngắn là được rồi nó hiểu rồi Ok thì bây giờ chúng ta thấy trong cái back edition của mình nó có thêm cái gói body part rồi phiên bản 1.19 đây được chưa? Đấy làm thế nào để cấu hình nó cái body par giờ nữa, không phải cài xong là được các em, bất kể một cái gì cài lên nó đều có phải cấu hình ở file chính của mình đây, phải index đây à, thì mình sẽ có một cái nốt này. Cấu hình body par giờ. Thì trước hết kem sẽ phải require nó vào đúng không ạ? Và cái body parser sẽ bằng coi body parser cái tab này nó gợi ý cho mình luôn á mình đang viết cái gì á ở trên nó có cái gì gần gần đúng này của mình á thì ở dưới á, nó sẽ khai báo cái biến rất là chuẩn ở đây sau đó chúng ta sẽ áp chấm yêu như thường yêu cái body parser này nó có hai cái một cái nó chấm json này à cái thứ hai nữa là cũng là app chấm u này cũng là body parser này nhưng mà chấm cái này này chấm url encode này này đây đó cái này này trong này nó có cái extend extend cho mình để là for đi nó tru mình để for mặc định là tru thì bây giờ tại sao mình để for vì khi mà chúng ta gửi request trên trên param dưới dạng json nghe em đây mình đang dưới dạng json này nếu mình để cái url encoding này bằng bằng encoding bằng, bằng true thì có thể nó gặp những cái lỗi về cái ký tự gì gì đó nói chung là cứ cũng chưa thử một tí nữa mình test xem đúng không đây xem có lỗi gì không nhưng cũng chưa biết ok cài xong có hình xong rồi đó bây giờ chạy quên quen nhầm nó index chứ rồi đây rồi nha bây giờ chúng ta sẽ thử nè Thử đây luôn đi đây dữ liệu bây giờ đang là là 20 đúng không 20 kích luôn nha ở lần dưới đó em thấy 20 luôn đấy đấy 20 này thì cái luồng nhá đầu tiên mình uh, trên form á, thì mình gửi dữ liệu này đấy dữ liệu này trong cái này này trong này nó lấy cái data bằng cái request chấm Vậy cái request trong body đó nó lấy được là nhờ cái gói mình vừa cài là gói body parser này và mình sử dụng ở đây dụ dạng JSON. Thì bây giờ chúng ta để tru xem nó có gì thay đổi nhá. vì cái này cũng thật là cũng viết theo thôi chứ nói mà để biết cái này sâu đúng chưa chưa biết ngay được đâu. Nào. Chạy. Thử xem có lỗi gì không. À cũng chẳng có lỗi gì đúng không chưa thấy lỗi đó. rồi ok cái phần đó là chúng ta chưa thấy lỗi gì thôi đúng không cứ để nguyên vậy đi ví dụ trên đây nó có mấy cái ví dụ như nêm bằng cái này bằng 123 thế nào cũng không liên quan đúng không nó không liên quan gì vì ở đây á trên này là gửi theo dạng ghét này nó không lấy được gì cả mà nó chỉ lấy được cái dưới body để thôi game này đây này Đấy body thôi thử để đây http các thứ nào những cái ký tự đặc biệt đấy các em đấy. Đó. giờ nó lấy like khác không vấn đề gì cả đúng không ạ những ký tự đặc biệt rồi ok đấy là phần cấu hình body ba rồi thì các bạn có thể tìm hiểu thêm đọc thêm về cái body ba giờ này nhá còn về việc sử dụng thì chúng ta đến đây là cũng thấy được rồi đó chúng ta để phô cho nó đúng cái cấu hình người ta khuyến cáo trên kia còn các em đã đọc thêm thật nhiều vào tiếp là tương tự như vậy đúng không ạ tương tự như vậy thì chúng ta sẽ định nghĩa phương thức delete nha delete thì thì chúng ta sẽ vào cái con lơ ta định nghĩa cái delete này con lơ của mình export export chấm delete à, delete book đi remove cho nó đẹp function rồi à, khi xóa các bạn phải biết xóa cái gì đúng không ạ xóa cái id gì đầu tiên có cái va đi và ID sẽ bằng cái request chấm param chấm ID đúng không giống như trên cái ghét đi theo này mình lấy cái ID xuống của nó này request chấm ID này bây giờ ta khai báo này cho nó gọn này sau đó mình sẽ gọi đến một cái phương thức trong cái book này book có thể gọi phương thức tên là à, remove luôn remove Đấy. tên như vậy đi trong đây có thể là cũng truyền về một cái truyền vào cái id vừa rồi đó và một cô function function cũng respond như thế kia thôi sau đó chúng ta lại return cái này là được về cơ bản là giống nhau đơn giản vậy thôi ok Đấy. thì bây giờ bên này bên cái book model này này chúng ta cần phải định nghĩa cái này đúng không nó định nghĩa cái phương thức để nó có hai tham số này thì chúng ta định nghĩa book chấm remove bằng cái function này function này nó có hai tham số id là một cái này là hai Result là hai xử lý gì thì chưa biết đúng không ạ mình đang để cứng nên là chưa biết xử lý gì à, thì mình sẽ cứ để vào, ví dụ như là à, xóa book có id gì đó thành công cộng cái ID ở đây cộng chuỗi thành công. Đó. Có nghĩa là nó mình đây đi gì nó đây ở đây đúng không? Function. Như vậy cái data bây giờ bên cái chỗ này này, cái data response này chính là cái chữ này này, cái chữ này này, đấy, cái chữ mình đưa về đây này. Rồi. Như vậy là phần model controller và model thì đã xong đúng không bây giờ chỉ cần cái router nữa thôi router thì bên book router thôi mình lại gọi bỏ cái hôm đi đỡ dài này book router đây phương thức của nó là delete phương thức phải viết đúng em nha không viết sai được delete book delete và cần cái ID cần cái id đi đây là book delete book book con delete book rồi xem lại con lơ có bị book không có em có đúng không ạ à, nó 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 không phải delete. Sorry cái phương thức thôi thầy viết khác đi để các bạn đừng có lẫn lộn là được thử nha chạy lại server bây giờ cái delete này các bạn muốn test thì cũng không thể nào mà test ở trên đây được ví dụ delete này remove delete một đi nó không hiểu đúng không ạ nó không hiểu mình phải test ở trên cái url này các em trên cái này trên cái ứng dụng này quay chọn là delete đây đó à, đã xóa xóa cái book có cái id 15 thành công đấy kiểu kiểu vậy đó đấy thì là delete nha tương tự và update là put put thì mình dùng phương thức update thì bây giờ mình có thể định nghĩa trước cái router từ từ đấy giờ mình sẽ định nghĩa book cái controller trước là định nghĩa này đúng không ạ định nghĩa book bây giờ chúng ta sẽ thử định tập định nghĩa router trước nè như vậy router mình sẽ định nghĩa trước là một cái cái loại là update bút này kiểu là put này put ở đây mình sẽ gọi book đến update update rồi đây sẽ gọi là update book home của uh, book controller update book như vậy là mình cần một cái book controller này book controller cần một cái đó thì chúng ta lại tiếp vào đây mình định nghĩa thôi cần gì mình định nghĩa cái đấy rồi trong book này nó sẽ cái đó, update nó giống át nó cần cái data đây em giống át ok rồi request body như thường ấy đấy thì chỗ này mình sẽ gọi là update này update book cũng được tùy tên phương thức thôi viết gì viết có thể viết cho nó update thôi cho nó gọn rồi chỗ xe này mình cứ để nguyên vậy đi Đấy. như vậy book với cả cái phương thức update với cả phương thức add này nó nó giống nhau đúng không nhìn nó giống nhau thôi tuy nhiên á ngoài router thì nó sẽ là phương thức là put còn trong model thì nó làm gì trong model á thì nó sẽ thế này nó giống thằng này giống thằng này nhìn thì giống áp đúng không ạ H đâu rồi nhỉ carrot đây này giống thằng này này copy xuống carrot đây là update này nhưng mà có lệnh sql nó sẽ là update đấy đúng không ạ rồi về cơ bản nó giống thế nhé không khác còn nó chỉ khác sau này lệnh sql thôi rồi chúng ta sẽ test thử nhé bây giờ nó cần một cái bút này ví dụ số app này luôn đi thầy dùng cái app này và thầy sẽ chuyển nó thành update này thầy thử để giả thử thầy để post thầy test xem nhé nó báo luôn là 404 not found đúng không ạ? Như vậy mình chuyển sang put này. Đó, được ngay đúng không ạ? Đấy, được ngay. Truyền gì đây nó được hết ạ. Rồi. Thì đấy là uh, get post put delete mà có xử lý có tham gia của router controller model đúng không? Thì uh, buổi sau buổi sau nữa chúng ta sẽ tiếp tục cái bài này với cơ sở dữ liệu MySQL.